giúp anh ảo.vn Acclickbun giá rẻ, chất lượng uy tín, tự động. Đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi. Uy tín, chất lượng, giao dịch hoàn toàn tự động. Chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Gindu nha các bạn. Và mình sẽ test cái trang phục mới Đại gia Học viện các bạn ạ. Ui giời ơi, hôm qua muốn làm clip về vị tướng Gindu mà không thành công, hôm nay quyết tâm làm lại cho bằng được. Mình đứng ở trên cùng mà, ai mà giành được với mình, đúng không? Đấy, ngon ngay. Ai đố ai dám giành ấy. Giành một cái là mình phang cho véo ông cua lục đó. Yo, yo, yo. Dân chơi không sợ mưa rơi. Mưa rơi to quá, dân chơi đi về. Bây giờ đi suốt bót cũng được, mà đi đường giữa cũng được. Quan trọng là mình muốn test thử cái trang phục này xem nó sẽ như thế nào nào. Ủa, phù hiệu, what the fuck, phù hiệu gì mà toàn là gọi là toàn là gọi là thế này không à? Không có cái phù hiệu khác à? Đúng một kiểu các bạn ạ. Thôi lỡ thì chơi luôn. Cái này là cái khi mà mình sử dụng cái chiêu thức chúng ấy, nó sẽ có một cái luồng sấm sét nó nổ cái pẹt. Quá dữ luôn. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái trang bị. Trang bị cũng không có cái lệnh bài phong thần luôn. Đậu xanh nó toàn lên full phép không là thế nào. Mấy cái ông Gindu này. Vâng áo mật. Gindu đi support mà lên full phép là thế nào? Anh em phải lên cái lệnh bài phong thần chứ đúng không? Xong rồi mình muốn lên cái sau lên cái gì cũng được. Mấy bạn kỳ quá trời luôn. Ủa tem mình hôm nay kìa. Bà già GAV. Bố già GAV. Úi trời ơi, bố với bà. Cái này là không mẹ già không có rồi, mà có bố với bà đúng không người ạ? Cái này là bố này, xong rồi tới bà này, xong rồi tới mẹ vợ này, xong rồi tới mập này, xong rồi tới anh Hảo này. Úi trời ơi. Nếu chém gió thế thôi, chứ có cái gì đâu mà các bạn cứ căng nhở. Sau này mình sẽ chơi về vị tướng Gindu mà mình muốn test thử xem cái trang phục này đẹp không cho tất cả các bạn xem nha. Là hôm qua mình có tính làm cơ. S1 đi đâu hả? Trời ơi, đi đâu cũng được. Mà hỏi kỳ cục. Nhìn cái em thế này hỏi đi đâu? Chắc chắn là đi support rồi, hỏi gì kỳ lớn rồi. Không lẽ Chrissy nó đi support cho mình. Trời đất ơi, bạn ấy hỏi kỳ quá trời luôn. Hôm nay mình sẽ đi support vào vị tướng Gindu cho các bạn xem nha. Yên tâm, trong tay của mình Gindu nó cứ gọi là không chơi được cũng phải chơi được. Test trang phục là chính thôi mà, phế thôi, có gì đâu căng nhỉ, hợp lý. Đại gia học viện nha các bạn. Trang phục này nó không có trang phục gọi là bậc S hay là bậc SS hay là bậc cái gì hết trơn các bạn ơi. Mà nó chỉ có đại gia học viện thôi. Trang phục này mình nghĩ rằng nó chỉ có hiệu ứng cái hình ảnh ở bên ngoài ấy. Trông nó ấy mà, hàng free mà các bạn. Hàng free mà, đâu có đòi hỏi được. Cho cái nào thì mình xào cái đó thôi chứ. Đâu có đòi hỏi được, đúng không? Đòi hỏi làm gì? Úi giời ơi. Top tỉnh Triệu Vân, top tỉnh Jenna, ghê nhờ. Ghê đấy. Các bạn có top tỉnh, chắc là top tỉnh Vera, rồi top tỉnh Toru, rồi top tỉnh Slimusin nhỉ. Thông thạo S hết thế kia cơ mà, có phải dạng vừa đâu. Các bạn đã nhận được cái trang phục này chưa? Trang phục này thì nhận ở trong ngày 2/9, có nghĩa là ngày ngày hôm qua đó. Không biết thì các bạn nhận chưa, nhưng mà mình nhận được có hai cái trang phục à. Mình vào có hai nick, nhận có hai trang phục, có mỗi nick này với cả cái nick GC 5000 phải không ta? Như đúng rồi đó. Có hai nick à? Có mấy nick kia mình không vào làm clip, đâm ra mình cũng không có nhận các bạn ạ. Thôi kệ. Trang phục này mình thấy nó cũng thuộc dạng là tầm trung, không quá gọi là đẹp cho lắm. Tại vì nó chỉ được cái hình ảnh bên ngoài trông rất là đẹp trai, khoai to thôi. Nhưng mà nó phải có bậc S, ví dụ bậc S thì mới có hiệu ứng kỹ năng. Ui, mọi người xem mình nhảy này. Ui, mẹ đúng cái điều nhảy mà. Hai cái tay nó cứ giật. Cái kiểu giống như là ui, giống như con khỉ, mấy cả lều ạ. Đâu phải ngủ không đâu, sao nhảy kỳ vậy, Gindu hả? Mà nhảy kỳ vậy? Nhảy bị quá trời bữa luôn. Sao nhảy, hả? Cái gì vậy? Đúng như vậy luôn á. Chào anh Hảo hả? Ôi giời ơi, hello man. Ôi giời ơi, em yêu ơi, về quê anh nhé. Rồi chúng ta cùng hú hí một tí nào. Penalty à? Giời ơi, cái tên nó nói lên tất cả. Ghê không? Hello, bùa đỏ đâu rồi? Đậu xanh rồi nó chứ. Tôi đâu ra bạn khôn thế. Chơi một chơi kéo bùa đỏ đi. Chơi kéo bùa đỏ để bắn vào mông nó cái. Nhẹ nhàng tình cảm thôi. Hôm nay mới test trang phục à? Bạn biết mình test trang phục luôn hả? Đúng rồi, quá là ghê. Chắc là lại gặp fan cứng rồi. Hôm qua đến giờ chưa xem clip về vị tướng Gindu. À chắc hôm qua bạn ấy coi clip hôm qua mà kiểu ôi trời ơi, mất chim rồi. Mất chim của Hayate rồi. Con Slim nó phóng một cái lao cái mất con chim luôn. Kinh đấy cơ chứ.
bạn ấy cứ gọi là phóng, la la vào trai yêu thương à, hôn nhau không, hôn nhau không, chà bẹt, mày, ôi, về ra tới, chơi gì kỳ vậy, chơi về ra tới bắn chơi gì kỳ vậy, vãi cả lèo ạ, này từ hư nè, lớn rồi nha, mấy chủ người ta đang ở đường giữa, bà về ra bà lạnh lùng vô cảm, mới cấp 2 lên trên này thế nào nhở, như vậy là không được nha, đừng có thấy mình dễ dãi mà bắt nạt nha, ôi trời ơi, càng, chắc là hôm qua bạn ấy thấy mình hôm qua mình làm tính làm clip về bị đứng Kidu nhưng mà không thành công ấy. Các bạn ấy biết là hôm nay mình vào test. Từ gã từ độ ok rồi đó. Cái tay mình nó bị trơn quá các bạn ạ. Trơn quá thì các bạn lấy cái phấn rôm ấy các bạn. Các bạn bôi vào tay nó sẽ khiến cho tay nó đẹp đẽ sạch sẽ nha các bạn. Từ từ nha. Ủa. Càng đấy. Ủa, bạn làm trò gì đấy? Bẹt nè, hư nè. Ủa ôi, Triệu Vân ơi. Bạn ơi, tay của mình nhanh hơn não rồi đây. Chết tôi rồi, thôi sao rồi. Bá cháy bỏ chết. Vãi cả lều anh Triệu Vân luôn. Nghĩ sao vậy? Các bạn thấy pha đấy mình xử lý hay không? Mẹ ông Triệu Vân ông quất cái chiều cuối vào con lính. Úi giời ơi. Mù mắt tôi rồi. Em hiểu luôn mà đấy làm sao, Triệu Vân em mình sao nữa. Chán thật. Là mình lao trên một tốc biến này mà đẩy nó về mà cuối cùng không ăn được. Chán anh Triệu Vân vãi. Buồn quá buồn. Không phải mình thấy Triệu Vân bật chiêu một chạy vào rồi. Thế mình gọi là tốc biến, sử dụng cái chiêu một lao vào tốc biến lao vào đẩy nó về. Ai ngờ đâu. Có video không nhỉ? Tí xem hả? Phải lẽ ủa thế. Úi giời. Mê đau quá, chạy đau luôn. Ủa không có video là tí không xem vậy hả? Ôi ơi, không có video là không xem vậy hả? Để mình hỏi lại coi xem bạn ấy trả lời như thế nào. Cho support xanh là có đúng rồi, cho support xanh là có video luôn. Nhưng mà hỏi thử là không có video là không xem hả? Đúng không mọi người? Tự dưng hỏi mấy câu kỳ cục. Có video không để tí nữa xem. Ủa không có video là không xem đúng không? Không xem thôi. Xem bạn ấy trả lời nào. Bạn ấy nào kêu là không xem mà không xem thôi. Thì mình kêu không có luôn. Cho là nhanh cho nó vuông nhỉ. Chưa bỏ clip nào hả? Chết rồi. Nó là mâu thuẫn trong lời nói có vậy. Không có, chưa bỏ clip nào. Nhưng mà cái kết thì trời ôi. Căng nha. Các bạn cứ đè dừng lên trên này mít vậy. Hết mít rồi dừng. Khó chơi nha. Ồ, đang ăn tà thần an dòng à. Ui, đông thế, tèo nó đông lắm các bạn ơi. Hái xếp. Ui, ôi, tính cả S coi con dòng mà không thành công các bạn ơi. Rồi, hai AT lao lên như một vị thần. Bọn đấy chết như một thằng đần luôn rồi. Khổ quá trời luôn. Ê, đang đúng trong cái bụi thò cái đầu ra cho Violet nó bắn này thế nào nhỉ? Đúng mà con Gindu này tàu lao mới lao. Ui, theo mình kìa. Theo mình kìa. Sợ Vân kìa. Thôi, về các bạn ơi. Trời ơi, không ăn được nó đâu. Căng các bạn ạ. Trận này căng, không đùa đâu nhá. Trận này căng đấy. Hình như team mình nó đi team 3 các bạn ạ. Mình đi đánh đơn nhá. Trận này mình đi đánh đơn nhá. Mình không có đi team nhá. Nhưng mà team mình đi team 3 hay sao ấy. Mình không biết là ai đi với ai. Nhưng mà bố già với cả bà già là chắc chắn là đi team rồi đó. Cái tên như vậy là hiểu rồi. Còn một bạn nữa chắc ở trong team đấy. Chắc là Hayate. Không phải Jenna. Mình cũng chả biết ai. Chắc là Hayate các bạn ạ. Tại vì đi team mà hai tiếng Anh một cao thủ á. Chứ nếu mà tại vì nick của mình mới tiếng Anh 2 à. Ôi choáng ghê đấy. Choáng ghê vậy. Ôi lao vào luôn là ghê đấy. Ôi trời ơi vớ mồm. Chưa bỏ clip nào hả? Căng nhỉ. Chắc mình phải làm clip Toro được ấy nhỉ. Ấy ngon ngay. Chưa bỏ clip nào. Hỏi tí nữa có ấy không để còn xem. Xem nhớ đăng ký kênh và like nhá. Chắc là đăng ký kênh rồi đúng không? Clip nào cũng xem cơ mà. Ôi dồi ôi. Cái quất clip này nó phóng rất là tàu lao mấy lao nhá. Nó phóng tàu lao trong bụi mình. Nè, phóng lung tung mà trúng linh tinh luôn. Phải cả trưởng. Phải địch mạnh nó thấy cái con mũi lao này. Hình như nó có 500 ở người mình à. Các bạn thấy trang phục này có đẹp không? Các bạn thấy hiệu ứng hình ảnh là đẹp đấy. Nhưng mà hiệu ứng kỹ năng không có. Hiệu ứng kỹ năng không có thì hiệu ứng biến về làm gì có đúng không? Nó giống như những cái trang phục thường thôi các bạn ạ. Giống như mấy trang phục mà nó không có bậc S, bậc S gì á. Ôi giời, hiểu thấy chứ. Ôi giời ơi. Rồi xong, mày hả bưởi. Ôi này thì đầu trâu đầu bò nhá. Nha, bẹt, đi đâu con sau này.
Hãy xem ta đây, bắn búm chiu. Rồi bắn búm chiu giống như là đại bác liên thanh các bạn ạ. Cái búm một cái thôi là quéo con cua luôn. Hay quá, hay quá, hay quá chú Văn ơi. Ủa, một cái pha làm choáng quá chí đến từ vị tướng Inu. Ghê. Một phút xuất thần của mình đã khiến cho gọi là tem bạn rơi nước mắt, chảy nước mũi. Ủa, có Wiro mà mình không biết luôn kìa. Đùa. Wiro Sabeng. Rồi xong, tem bạn đợt này lại quéo con cua rồi. Tội nghiệp Toro quá. Phan cứng, à, không sao, lên TV là vui rồi đúng không? Quan trọng gì, thắng thua quan trọng gì nhỉ? Wanna iye. Nếu các bạn mà muốn chơi mà không gặp những cái tình trạng phá game ấy, thì các bạn lên đi theo tem. Còn mình thì mình làm clip thì mình chơi theo cái kiểu gọi là có sao mình chơi đấy, đi đánh đơn nó mới căng, nó mới khoái được các bạn ạ. Còn đi đánh tem thì nó dễ quá. Còn đi đánh đơn ấy, các bạn gặp những tình trạng gọi là phá game này, phít mạng, các thứ các... Ôi trời ơi, cứu tớ bạn ơi, cứu tớ bạn ơi, help me, I don't have the me. Phải cả lều ạ. Cái phóng lao của con Slim này nó rất tào lao nha. Nó cứ nhắm vào người mình, nó dính ngoài. Đậu xanh vừa mới lao chiều 1 lên, mất luôn chiều 1. Đây là trên ghế còn cua, không đỡ được các bạn ạ. Này chắc là hư nè, cho mình xem này. Hư nè. Đúng không? Đúng chắc hư lè nè đúng không? Thôi biết lắm mà. Trời, nhìn cái mặt biến thái là biết rồi. Nhìn cái mặt Toro biết là biến thái rồi. Mình là không biến thái, mình đẹp trai thôi nhá. Mình mặt đẹp trai thôi. Bạn ấy nhìn mặt là biết biến thái rồi, chắc hư nè cho mình xem. Đúng không? Mọi người đến với mình nói đúng không? Chắc luôn. Cỡ nào mà ông chát? Hư nè. Bị mặt biến thái. Mình là không biến thái nhá. Đây, Slim với cả Toro này thì hư nè này. Tất cả cút ra, hãy xem tôi đây. Thằng chiu. Sổ Toro ơi. Hư nè. Hư nè. Bắn. Búm chiu. Chết quế ông cua luôn. Đâu mà bắn mới biết cái gì. Khổ quá trời luôn. Này thì hư nè. Sớm bông sớm má nó. Hãy xem tôi đây. Mày hảo bữa ấy. Ôn đi. Chà. Giết luôn. Hay quá. Hay quá, bắn. Chịu hả? Chịu cái đầu chịu. Chơi game mà bạn căng thế. Bình tĩnh thôi, dùng tốc bất đạt bắn nè. Né đi. Không ai né à? Chà. Bẹt. Ui dồi, ăn được cái trụ rồi. Mừng quá. Mừng rơi nước mắt, chảy nước mũi luôn. Ôi sợ ơi, đây cái con Slim này phóng tàu lao đi. Này thì phóng này. Phóng không? Này thì phóng này. Chơi không? Chạy đi đâu con sâu này. Tôi rồi. Cái gì vậy? Thấy người ta là khoái à? Nhìn cái mặt biến thái là thấy nghi rồi. Tem bên bạn là khoái mình lắm. Kiểu giống như là thấy giống như nhận được của rơi ấy. Thấy cái là gọi là lao vào ồ ào ồ ập, hôn hít các kiểu các thứ. Từ ấy, mình lên phép mình bắn cho loài vèo ra. Các bạn chơi Gindu mà sử dụng cái mà mình đi được vay đường trò support đấy các bạn. Các bạn đừng lên full phép cho nó nha. Lên gì thì lên, nhưng mà cái món đầu tiên các bạn bắt buộc phải lên cho nó lệnh bài phong thần. Giày thì các bạn sẽ giày hộ vệ kiên cường dịu được, nhưng mà lệnh bài phong thần phải lên. Thứ nhất là mình có thể gọi là boost cho đồng đội mình những cái lúc mà nguy cấp này, hoặc là boost cho mình những cái lúc mà căng quá căng này. Em tới đây. Chết nè. Về đi bạn ơi, máu hết rồi. Sao còn có nhây vậy? Bạn sao bạn còn nhây vậy? Hãy xem tới đây. Mày hả bữa ấy? Yena đâu? Xích vào nó. Quýnh nó. Đừng có sợ. Ôi may quá. Này thì Toro này, đi về. Đi về đi mấy cậu ơi, đi về đi. Bắn nó luôn, bắn nó luôn. Trời ơi, có Hayate tới rồi. Trời ơi, tem người ta có Hayate mà còn chơi con trâu. Các bạn biết con tướng nào mà nó phá giáp và đáng sợ nhất không? Đó chính là Hayate đây. Tại vì nó có chiêu nó có sát thương chuẩn đấy các bạn. Này thì Vayna, mày này thì Vera này. Widow Sabian kìa. Ui, anh này cứ thế, ulti một cái anh đơ như cái cơ luôn này chứ. Xạo bưởi. Hãy xem tới đây. Khéng. Chết nè. Triệu Vân rất khôn nhá. Tịch mệnh chờ người ta đánh như gần hết máu, anh chạy vào, anh ta có pha cái bụp. Cái ad luôn. Ngoan. Nói thế thôi chứ mình support mà. Quan trọng gì ăn mạng được hay không là điều không quan trọng cho lắm. Tại vì á, mình là một cái người đi support cho tem, hỗ trợ cho tem, đỡ đòn cho tem. Ăn nhiều mạng làm gì? Để cho AD dừng với cả pháp sư ăn mạng là chính thôi.
laptop thì cũng chỉ là phụ thôi. Mình thì tuyệt đối là ăn ít mạng thôi. Hỗ trợ là chính, đừng có chín mạng hỗ trợ. Béo quá. Hello. Hello. Hello phong cứng nha. Chú bắn một má đá một người ấy cơ nào. Úi giời ơi, nó lại gắn 500 vào cái đầu mũi tên. Kinh thật đấy chứ. Người mình kiểu giống như là đại gia ấy. Đâm ra thì nó cứ gọi là dính là dính à. Cỡ nào cũng dính, phóng kiểu gì cũng dính được. Tài thiệt, quá tài. Tem mình và tem bạn chênh lệch nhau 10 mạng lần các bạn ạ. Tem mình và tem bạn chênh lệch nhau 10 mạng lần. Quê phóng kìa. 500 bây giờ nó dính người khác rồi. Nó dính vào Jenna rồi. Còn Kindu bây giờ là không có nữa rồi. Ui bắn đau quá, bắn đau quá, bắn đau quá. Này thì bắn hoài này. Choáng không? Thích choáng không? Mới vào đây mà choáng này. Rồi đây. Nè đứng biến về chơi nè. Đó đứng xếp hình chơi này. Ôi giời ơi. Toro có vẻ như là nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng. Dạ uê đâu ơi. Ui có con Violet theo nó cấp 15 kìa các bạn. Căng nhờ. Không sao, AD mình cũng cấp 15 mà, đâu có phải dạng vừa. Đâu có phải dạng vừa đâu. Đâu phải dạng vừa đâu. Hư nè, Toro hư nè. Biến thái nè, biến thái nè. Biến thái không? Biến thái không? Này biến thái không? Biến thái hả? Biến thái hả? Quýnh chưa bây giờ, biến thái. Hello biến thái. Này thì biến thái này. Đứng ngoài mình tỉa tỉa đây các bạn ạ. Lên phép mà, tỉa chiêu 2 rất là thấm luôn. Này thì biến thái này. Các bạn có thể thấy sát thương phép của mình không? Sát thương nó rất là to. Bắn chiêu 2 cực kỳ thấm. Sướng khuê lắm. Đây là trong trường hợp mình đã lên lệnh bài phong thần rồi đó. Nếu mà mình không lên lệnh bài phong thần mà mình lên gọi là full phép luôn thì đam phép nó còn to gấp mấy lần này cơ. Nhìn rất là thấm luôn. Từ từ đã, mình đang lên cho nó cái món đó chính là tí nữa thì mình sẽ lên cho nó cái vương miệng đấy các bạn. Bây giờ mình lên cho nó cái triệu bùng nổ trước nhá. Triệu bùng nổ trước nhá. Này thì xạo xạo này. Từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh thôi các bạn, bình tĩnh thôi. Toro à, úi giời ơi, căng nha. Ôi, lao một chiêu một vào đấy. Mà hụt à. Úi giời, nó lại dính 500 vào. Nhưng mà đợt này mình tháo gọi là những cái bộ đồ giáp sắt của mình ra khỏi người rồi. Phóng làm sao mà trúng được. Ăn rùa trúng chứ. Toro, chơi không? Úi giời, hút cả. Sao mong chào má cái. Nào, hai thanh niên support sờ nhau nào. Phóng kìa, úi giời ơi. Đâu rồi, Toro đâu rồi? Ra đây, mình chơi ở Nam Tử Hán Đại Trượng Phu đi. Đúng không? Chơi theo cái kiểu gọi là 1v1 đi. Không chơi hội đồng. Được không? Hợp lý không? Hợp lý chứ đùa. Tí nữa mình sẽ gạ solo với Toro chơi nha. Gindu thì nó cũng không sợ Toro. Mà Toro nó cũng chả sợ Gindu. Đấy, nói chung là hai con này đánh nhau từ sáng đến tối. Từ tối đến sáng. Nhưng mà mình nghĩ là mình ăn được ấy. Tại vì các bạn biết sao không? Khi mà solo ấy, Gindu ấy, nó có cái nội tại. Nó tạo một lớp giáp. Khi mà mình lướt chiêu một cái này hoặc ấn chiêu 2 một cái, nó tạo một cái lớp giáp ảo này. Đấy là rất là trâu luôn. Mà nó mặc dù lên phép thật đấy, nhưng mà mình cũng rất là trâu luôn. Khi mà mình lên cho nó cái lệnh bài phong thần rồi, cộng thêm với cả cái giày hộ vệ nữa thì bá cháy vào chết luôn. Từ mấy cậu ơi. Bình tĩnh mấy cậu ơi. Ủa Triệu Vân lao vào như một vị thần. Có hạ gục được không? Rồi hạ gục được rồi. Lại dính 500 vào người. Nó đều thế chứ. Ui ôi sao để ấn chiêu 1 thì mèo nào. Nhầm cái tốc biến các bạn ạ. Buồn quá buồn luôn. Hello man. Này thì hư nè. Từ từ nha. Bây giờ tem mình sẽ ăn rồng này. Chát thẳng mặt luôn các bạn ạ. Chát ăn rồng đi cho tem bạn nó chạy ra đường rồng. Xong mình combat chơi cho tem bạn. Ôm trụ rất là khó chịu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái vương miệng nha các bạn. Cười gì mà cười. Ăn rồng này ăn tà thần nè. Đó. Chơi là phải chơi chát tổng luôn. Đó. Ăn con nào rồi mình nói thẳng con đó luôn. Đó. Tà thần. Ok con dê. Đây mình đang gạ đem bạn thôi. Cho đem bạn nó chạy ra đây xong mình combat đấm nó. Đấm cho quế con côi luôn. Này thì sờ limousine này. Trốn trong nó lùm này. Widow Sabian các bạn ạ. Ủa làm gì đấy bạn. Trời ơi không có rừng đâu. Không có rừng không ăn được đâu. Ai ôi. AD tính gọi là solo với tà thần. AD bên này không solo được. Phải chia những con tướng như là Phoenix này.
rồi Caffeine này. Đó, thì mới có thể solo được cái con tà thần một mình thôi. Chứ còn Hayate mà solo được tà thần một mình không có cửa ăn được các bạn ạ. Không có cửa ăn được tà thần. Thôi chửi cái gì vậy? Mà nó hiện lên chỉ cần có mặt bạn vậy. Úi giời, ok win. Đấy, ghê không? Ăn rồng phải chát ăn rồng, ăn tà thần nó chát ăn tà thần. Con người gọi là thật thà như thế đấy. Thế mà nhiều bạn cứ bảo mình biến thái như thế nào? Toro nó bị biến thái nhá. Kindu là đẹp trai, khoai to thôi nha, không biến thái. Không biến thái miếng nào luôn. Bắn cho phát thốn các bạn ạ. Bắn cho một cái chỗ hai thôi là rất là thấm luôn. Này thì Violet này. Violet em bạn cũng khá là xanh đấy. Bắn rất là rát. Bắn rát cực kỳ luôn đấy. Bắn rát cực kỳ luôn. Rồi tà thần nó mất tiêu rồi, xong thả đường giữa nhở. Tà thần phải thả đường giữa mới ngon. Ép nó. Lấy cái trụ. Rồi xong được cái trụ rồi. Hay quá. Tuyệt vời. Ôi ôi. Rồi xong. Ai rồi. Hãy xem tới đây. Này thì đậu xanh nhà nó chứ. Fuck you. Quay cả leo. Đập qua Toro nè. Đập Toro luôn. Đúng rồi. Pha Toro luôn. Pẹt chá. À đủ. Đẩy đi các bạn. Bạn này máu thế cơ chứ. Bạn này máu không chịu được. Thì ra là có cái nội tại. Này thì nội tại này. Đau. Này thì nội tại này. Trời ơi, Violet nó bắn kìa. Thốn nhá. Quay lại sơn nó không? Hãy xem tới đây. Cái định mệnh nhắn thôi xong rồi. Toro là ulti pha đấy. Nó lao vào chương 1 pha đấy quá đẹp luôn. Không, pha đấy là chết chắc rồi ha. Mình lao lên tốc biến ulti đẹp mắt luôn. Nhưng mà tiếc quá không thành công các bạn ạ. Ăn rồng, ăn tà thần, win, yeah, come on. Chiêu tem bạn tí thôi mà căng. Tem bên kia nó giữ trụ rát quá. Các bạn biết tại sao nó rát không? Tại vì tem bạn tay dài lắm. Vâng, một cái pha lao vào vé quân cua đến từ Crazy. Tem bạn tay dài quá. Ví dụ như Violet này, Vera này, Slim này. Đâm ra đét trụ nó khá là tốt. Có hai con trâu đó chính là Toro với cả Wiro Sabian. Các bạn nếu mà có cơ hội vẫn có khả năng lật kèo rất là cao luôn. Bắt được lẻ một cái là lật kèo liền. Tại vì Violet với cả Slim nó cuối trận nó rất là mạnh. Hai con tướng nó rất là mạnh. AT thì cũng mạnh. Hay quá anh Hảo ơi. Trời ơi. Ăn thật thần nè. Sợi, khen đến đẻo ấy chứ. Bớt khen đẻo nha. Ăn thật thần nè mấy má ơi. Ôi các bạn tụ tập buôn bán ở đường trên đông thế. Làm trò gì tụ tập buôn bán cả đống trên đường trên vậy? Rồi, trụ đường trên đã bị hạ gục. Pẹt. Rồi, kệ cho họ đánh nhau đi Toro. Toro ơi, ra đây chúng mình gọi là hú ý một tí nào. Đứng rồi, ra đây. Chơi nè. Kệ chúng nó đánh nhau đi. Mình là hai thằng support với nhau mà. Kệ đi, bỏ đi mà, solo. Chơi không? Úi giời, hút cái gì? Đứa nào thấm hơn đứa nào? Này thì hút này. Úc này, đứng lại. Đi đâu? Con bò này. Bò ơi là bò. Đã bảo kệ họ đi, cho họ solo với nhau đi ha. Ai ăn thì kệ họ luôn đi chứ. Láo nháo làm gì. Rồi Wiro Sabeng này. Wiro Sabeng lệnh bài hoang thần này bạn ơi. Xơi nó. Ủa có mình cũng ulti cái con bò nó làm ạ. Con bò nó cứ lao vào mất cái ulti của mình. Láo nháo thế chứ. Đi đâu con sâu này. Ôi rồi xong, chỉ còn một mình. Và từ đây ánh mắt của Toro buồn quá. Đem bạn GG đi. Đấy các bạn hơi mình không? Mình nói rồi sao cái là kêu tên mình ăn tà rồng là tên mình ăn rồng. Tên bạn này còn chống đối cả chính phủ này. Kêu ăn tà thần là tên ăn tà thần. Đó. Kêu các bạn GG là tên bạn động xanh không GG. Chán nha. Buồn nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Các bạn thấy trang phục của mình đứng đi đu đẹp không? Đẹp nhưng mà không có hiểu kỹ năng. Cũng chả ăn thua gì. Bye bye. Mình nghỉ đây. Trận này gặp fan cứng. Ngại quá. Ngại không chịu được.